Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay, thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024. Giải nhất miền Bắc 45735, giải nhì 30754, 29269 và bao gồm các giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 59648. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Bắc lần sau.